bạn nào có giơ tay. Nhiều bạn cho rằng những thứ mà thầy vừa kể là robot. Bây giờ chúng ta cùng xem và so sánh nhỏ và các bạn sẽ hiểu ngay robot như thế nào nhé. Và một chú robot hút bụi theo các bạn sự khác nhau của nó là gì? Chưa lắp dây cáp một nhà. Rồi để đây. Đây đây. Lắp tay vào gì đấy? Đúng vậy. Các bạn sử dụng. 15 phút thôi. Để qua này các bạn. À, tại đây cái gì này? Đấy là này, đã làm các bạn này. Qua những trang. Sau đó thì các bạn đem này. Đây là những chuyển ra nơi đi về. Lại lắc hai đầu đi. Rồi thầy quan sát thấy có một OK. Đại diện Trung ương Tài năng 33 do giáo sư Ngô Bảo Châu sáng lập tại trường.
Vâng. Này, mời cháu. À, mời cháu, cảm ơn chú ạ. Thank you.
chưa hết. Bây giờ đến cái ống thứ hai. Theo các bạn đó, màu giống thế này không? Nào đến với cái ống thứ hai. Đến với cái ống thứ hai. Chắc là cũng thế rồi. Màu vàng đúng không? Thì nó có khói, có khói.
12 bạn nhỏ này. Một bó, được không bó. Thank you.
tay xuống là một. Cốc nước nha. Chuẩn bị núi lửa phun trào. Chuẩn bị núi lửa phun trào. Chúng mình tập trung nha, tập trung nha, tập trung nha rồi nha. Để đừng bỏ qua một giây phút nào nha. Đến nào. Một, hai, ba. Ôi, nó còn lên cái gì đây? Nó còn lên cái gì đây? Chú ơi, đây là núi lửa. À, sợ vào cũng rất nóng, sợ vào cũng rất nóng. Nhưng mà ấy, lửa chú thế nào? Nghe giới khoa học cổ đại chú tài giỏi lắm. Nhưng mà núi lửa kiểu gì đây? Núi lửa chúng ta có như này hả? Cháu thích cái gì mà? Cái gì mà nó phải lửa thật cơ? Lửa đúng không? Chú sợ lửa không? Chú không sợ lửa á?
quả nào sẽ nổ to nhất. Ở bó đầu tiên thì nó cũng nổi như chúng ta trong một cái kim mà thôi, nhưng ở
2 thì cái khí hydro trong đấy nó đã bốc cháy và đến với oxy trong không khí của chúng ta nên nó cho một quả cầu lửa như thế. Cơ quả thứ 3 khi chú trùng hai nhà đặt nhau thì nó đã phát nổ cực kỳ lớn. Chúng ta đi bộ đúng không? Bây giờ chúng ta đi bằng gì nhỉ?
gì con? Là xe máy ô tô. À. Ngày trước chúng ta sử dụng thuốc để thuốc đất, bây giờ chúng ta dùng cái gì? Ngày trước chúng ta sử dụng quạt, quạt mát để quạt, bây giờ chúng ta dùng gì nhỉ? Quạt máy. Các bạn thấy rằng là tất cả những loại máy móc bây giờ hỗ trợ mọi người rất nhiều, nhưng nó mới chỉ dừng lại ở cái điểm hỗ trợ mọi người mà thôi. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là liệu rằng máy móc có thể thay thế hoàn toàn cho con người được hay không? Theo các bạn thì bây giờ chúng có một cái máy móc bụi, các bạn thấy rằng con người có thể điều khiển máy móc bụi không? Có. Chúng có một cái máy cắt cỏ, con người có phải điều khiển máy cắt cỏ không? Chú có ô tô, chú có xe máy thì chú vẫn phải đập chân đập tay vào để điều khiển chú. Và thưa các bạn, trong tương lai không xa, mà thậm chí là ngay hiện tại, các nước tiến tiến trên thế giới thì đã xuất hiện ra những loại máy móc mà có thể hoàn toàn thay thế cho con người, và người ta gọi đó chính là robot. Các bạn đã nghe từ robot bao giờ chưa? Thế thì theo các bạn là bây giờ chúng có một cái máy móc bụi và chúng có một robot hút bụi thì sự khác nhau giữa chúng là gì? Có đúng không các bạn? Rồi, robot hút bụi sẽ không cần hỗ trợ từ con người nữa mà nó sẽ tự động đi khắp căn nhà của mình để nó hút bụi. Thế thì nhắc đến kiến thức robot, các bạn có thể thấy rằng đó là những kiến thức khá là cao siêu. Nhưng xin thưa các bạn là ngay từ lứa tuổi học sinh tiểu học, ngay từ lớp 1, các bạn đã có thể tiếp cận đến những kiến thức cơ bản của robot. Và học viện STEM hôm nay mang đến đây cho các bạn của môn robotics với những chú robot có thể hết sức thân thuộc với các bạn, đó chính là từ Lego. Ở đây chúng có một chú robot. Dũng thì nhìn xem chú robot này hình dạng giống như cái máy gì ở thực tế nhỉ? Cái máy cắt cỏ đúng không? Rồi, các bạn thấy rằng là robot sẽ hỗ trợ và sẽ thay thế hoàn toàn công việc cho con người. Chính vì thế cho nên các bộ phận của robot nó cũng tương ứng với các bộ phận của con người. Con người có não, robot có não. Con người có chân tay, robot có chân tay. Và đặc biệt, sự khác nhau lớn nhất giữa robot với lại máy móc đó chính là robot nó sẽ có những cảm biến làm giác quan giống như giác quan của con người đấy. Nó sẽ tương tác được với môi trường xung quanh. Và hôm nay chúng ta cùng xem cho robot này nó sẽ tương tác với môi trường xung quanh thông qua nhiệm vụ nào. Các bạn có nhìn thấy đây là quả bóng màu gì? Đây là quả bóng màu gì nhỉ? Màu xanh. Đây là quả bóng màu gì? Rồi, con người bằng mắt thường hoàn toàn có thể phân biệt được màu sắc giữa hai quả bóng này. Nhưng với chú robot này thì sao? Chúng ta hãy cùng quan sát. Nhiệm vụ của chú robot này đó chính là nếu như bạn đặt quả bóng vào vị trí trước mặt của robot, robot sẽ thứ nhất phát hiện ra quả bóng và sẽ bắt quả bóng lên. Thứ hai, phải phân biệt được rằng quả bóng ấy có màu gì. Nếu như nó có màu đỏ, cần phải bắt và đặt sang bên màu đỏ. Còn nếu như nó có màu xanh, thì chúng ta cần phải bắt và đặt sang bên màu xanh. Và bây giờ, để đặt quả bóng này có nghĩa bây giờ, chú cho ba bạn hữu ý, chúng ta sẽ lựa chọn đặt quả bóng nào trước. Rồi, rất chính xác. Và ngay bây giờ chúng ta cùng xem quả bóng màu đỏ thế nào nhé. Xin mời Dũng. Chỉ cần các bạn đặt quả bóng lên, robot sẽ phát hiện ra có quả bóng trước mặt. Sau đó, nó nhận ra màu sắc và đặt lại vị trí ban đầu. Rất tiếc bởi nhiệm vụ này không thành công lắm. Các bạn có thể thấy rằng đây là mô hình của một cánh tay công nghiệp. Và cánh tay công nghiệp này xuất hiện rất nhiều trong các nhà máy sản xuất tự động. Và nó sẽ thay thế con người, giúp cho chúng ta sản xuất có thể tăng năng suất hơn, và đặc biệt là nó có thể thay thế con
con người làm việc ở các môi trường nguy hiểm đến sức khỏe của con người thế nào. Rồi bây giờ đến với chú robot tiếp theo. Theo con, những không gian cho robot này nó giống với lại cái gì ở trong thực tế? Máy in. À, cái đèn tàu. Theo các bạn, cái này giống cái gì trong thực tế nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng xem là nó sẽ hoạt động như thế nào và các bạn cùng đoán là xem nó giống cái gì trong thực tế nhá. Bây giờ chú sẽ khởi động robot này. Theo các bạn, robot có đang hoạt động hay không? Nó đang hoạt động hay không? Chú thấy nó đứng yên nhưng mà nó có hoạt động gì đâu nhỉ? Có hoạt động không cả lớp? À, robot nó đang hoạt động và nó đang trong trạng thái chờ bởi vì trên đó chưa có bất kỳ một quả bóng nào cả. Rồi, xin mời con để bóng lên để cho nó trượt lên nào. Rồi chúng ta cùng xem. Như vậy là cứ mỗi khi quả bóng quay trở lại vị trí ban đầu thì chúng ta thấy là robot sẽ làm gì đấy? Có vẻ như chú của chúng ta hơi bị mệt mỏi một chút. Sao nó không lên như này? Bây giờ thì con thấy nó giống cái gì? Vâng, đây chính là một dây chuyền sản xuất tự động. Ở đó nó sẽ luân chuyển hàng hóa và chú robot của chúng ta sẽ được gắn cảm biến để nhận biết ra được những cái hàng hóa đó và nó sẽ vận chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Rồi, con có thấy thú vị không? Có thấy thú vị không? Vâng, kính thưa các bạn, trong hoạt động robot thích của chúng ta, những loại robot, những loại máy móc sẽ gắn liền với thực tế và ở đó các học sinh sẽ làm việc theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 học sinh sẽ cùng nhau tập trung lắp ráp và lập trình cho robot hoạt động. Và xin cảm ơn các con, xin mời các con quay trở lại chỗ để chúng ta đến với lại chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị của bạn, ngoài nội dung học đó chính là những bộ phận, những chiếc máy có trong thực tế ra thì trong hoạt động robotics của chúng ta có rất nhiều những hoạt động thử thách. Như các bạn biết, đối với nội dung thi đấu robot thì có một cuộc thi, đó chính là cuộc thi Robocon dành cho lứa tuổi sinh viên đại học. Nhưng đối với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở, các bạn ấy cũng có một phần thi người ta gọi là phần thi Robocon. Ở đó học sinh cũng phải được lắp ráp robot, cũng phải lập trình cho robot thực hiện các nhiệm vụ. Và mỗi năm cuộc thi Robocon của chúng ta lại có một chủ đề riêng. Và xin mời quý vị và chúng ta hãy cùng xem một clip mô tả nội dung thi đấu của Robocon năm vừa qua. Có đồ khó không? Có nhá, được thế được rồi. Chú ơi,
biến màu theo mệnh lệnh của chú, kiểu như là chú bảo là màu xanh thế là ra màu xanh, màu đỏ cũng nhất là ra màu đỏ, mà mình không phải đợi chờ làm khác áo như này không ạ? Cái này cũng khó nhỉ, đối với người khó rồi các bạn ơi, đối với người bình thường ấy thì khó, nhưng mà đối với chú thì quá khó. Đây. Ôi chú ơi, cái gì đẹp thế? Tên tay của chú là một bình nhân có màu gì nhỉ? Màu gì nhỉ các bạn nhỉ? Màu trắng. Bên này đây, màu gì nhỉ? Màu trắng ạ. Nhưng mà hình như nghe nó cứ sai. Ôi, hình như đây là màu không màu đúng không nhỉ? Ôi, hay là chúng ta gọi là trong suốt. Đáng là cái giống như cái áo chúng ta thường mặc ấy. Rồi, bây giờ chúng sẽ hô biến nó để biến nó thành màu xanh nhá. Chúng ta cùng đến là một. Chúng mình để ý kỹ nha, đây. Có quà đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn có
tay chú có một đỉnh rất là lớn. Rất là kỳ lớn. Rất lớn đó. Bây giờ người cháu hãy dùng bình nước này đổ vào trong chậu kia. Đúng là nước thật các bạn ạ. Bây giờ để chị thử xem món quà của chú Biscuit sẽ thế nào nhá. Wow. Các bạn có thấy thích không? Chị đứng thế này thích không? Như là mây. Chú ơi, cho cháu hỏi chú một tí. Thế thì cái này là học viện thần thánh mình cũng đi mây về gió như thế này hả chú? Không, mây về gió thì mỗi tôi cũng không có dùng với chú, không đi bằng cái đấy. À thế ạ, thế thì cái này của chú thì bình thường chú chỉ để dành tặng quà cho các bạn nhỏ rất nhiều. Chú dùng cái viên đá này có rất nhiều các việc khác nhau. Bây giờ các bạn anh nhìn lên, thực ra đây là một loại đá, nó được tạo thành từ thành phần ở trong không khí. Nó là được tạo gọi người ta gọi là đá khô, vì nó không, mặc dù nó rất là lạnh nhưng nó không giống như cái cục đá lạnh của chúng ta hàng ngày. Nó không chuyển từ dạng rắn sang nước rồi sang khí, mà loại đá này nó có cái tính chất gọi là thăng hoa, nó sẽ chuyển hẳn từ thể rắn sang thể khí. Và giống như viên đá chú vừa thảo lúc nãy, nó đã biến đổi thành khí và bốc khói rồi tạo thành bọt bốc lên rất là cao. Đây, như chúng ta thấy là được đây này. À, hóa ra tất cả những cái điều kỳ diệu mà chú Biscuit vừa làm cho chúng ta chỉ là nhờ một cái viên đá khô nhỏ nho thôi. Thế mà chúng mình có bao nhiêu là chó hay ho rồi. Thế thì các bạn ơi, các bạn từ nãy đến giờ thì các bạn đều thấy là chú bác học dùng các thứ nước thần thánh để tạo ra những màu sắc đặc biệt. Thế thì bây giờ các bạn có muốn có lửa trên sân khấu không? Có ai hào hứng có lửa không nhở? Mỗi cái này hào hứng, cái này không thấy gì cả. Chú bác học ơi, các bạn ấy đều muốn có lửa trên sân khấu. Các bạn có vẻ là tiết mục của chúng mình chưa đủ nhiệt lòng. Thì chúng có thể làm thế nào cái không khí của chúng ta, bộ trưởng của chúng ta nóng hơn không ạ? Có tí lửa cho là đặc sắc nữa. Bây giờ chúng sẽ chỉ từ một cốc nước, chúng sẽ biến lên một ngọn núi lửa phun đảo ngay đây luôn. Ôi trời ơi, từ một cốc nước mà biến ra ngọn núi lửa phun trào. Ai muốn nhìn thấy ngọn núi lửa phun trào? Ở trên tay chú bây giờ là một cốc nước, nó hơi đỏ bảo tí. Bây giờ nhá, chú sẽ bắt đầu đổ vào đây. Chúng ta hãy cùng quan sát nhá, phải chú ý nhá. Chúng ta cùng đếm nào. 3 2 1 phun trào. Ôi, phun trào thật luôn các bạn ơi. Nhưng mà núi lửa này phun trào có giống ở trên tivi không nhỉ? Ôi dồi ôi, ui đơn giản. Ôi, lửa thật cũng làm được luôn các bạn ơi. Liệu có tin được không ạ các bạn? Có ai tin không nhỉ? Bên này có tin không? À không ai tin luôn. Bên này có tin không nhỉ? Chết rồi chú ơi, thế nào mà chú không đáng tin lắm chú ạ? Tất cả các bạn đều đã vừa đã có ba bạn lên đây bảo là khắc phục tài năng của chú, nhưng bây giờ thì đã không tin chú nữa rồi. Chắc tại vì cái này nó hơi nhỏ quá. Rồi, nãy chú dùng cốc nước, bây giờ chú chỉ dùng vài giọt chất lỏng thôi, nó sẽ thành lửa. Thành lửa. Nhưng mà lửa như thế này luôn. Nhưng mà lửa như thế này có phải là lửa đâu. Lửa thật luôn. Lửa.
biết gì hết được. Xem nha, một lần đã bị mừng ngụm là tưởng có lửa, xem lần này có lửa thật không, hay là chú bác học này là con gì rồi. Bình ga như chúng ta học Bistic đang làm ở đây. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Các bạn nhớ chưa nhỉ?
đưa cầm được ở trên tay hay chưa? Cái này là cầm cái gì trên tay chứ không phải cầm lửa mà. Nhiệt độ rất là cao và lửa đã làm bốc hơi cái nước ở trên tay chúng đi, và việc nước bị bốc hơi đã làm cho tay chúng vẫn giữ được cái sự mát của tay và dẫn đến là không bị bỏng. Chú bác học ơi, thế thì cái này là người việc thần thánh như chú mới làm được hay là người bình thường như cháu cũng làm được chú? Hay chú cũng thử cho cháu đốt lửa, cầm lửa trên tay đi ạ? Được, được. Các bạn ơi, các bạn có đồng ý cho chị thử trò này không? Nhưng mà trò này nó mà nguy hiểm như thế thì nếu mà chị bị làm sao thì làm sao bây giờ? Nếu mà chị bị làm sao là không có ai trong chương trình là chú biết tiếp là không có bày trò gì nữa đâu, có thể có được không hả các bạn? Có được à? Có chắc không ơi? Chị bị làm sao là kết thúc chương trình luôn đấy nhá. Có không? Làm thật nhá. Chú ơi, cho đây thay lên cho được cháu chiều lòng các bạn đấy, cháu sẽ thử làm cho các bạn nghe xem. Rồi, các bạn ơi, các bạn hãy cho chị sự cổ vũ để cho chị có căng đảm tự tin một tí nào. Chưa, chú hết cứ thế này, chị run quá đó. Do cái mặt lửa của chúng nó có vấn đề tí nên là chúng ta sẽ chuyển sang mặt khác. Có vẻ là chị không được có duyên để trở thành nhà bác học lắm các em ạ. Thế nên là thôi, thế thì nếu mà có dịp lần sau thì chúng mình sẽ thử lại sau nhá. Thế thì chú ơi, bây giờ mà như thế này thì có khi cháu không được làm cái trò đấy thì cháu có một cái điều băn khoăn lăn tăn một tí này, cái gì liệu chú để tặng cháu món quà khác hả? Cháu thấy có mấy cái vỏ đỏ xinh xinh ở đằng kia kìa, không biết là mấy cái quả đó đấy có phải là chú định tặng cho các bạn nhỏ ở trên này hay là tặng cho cháu không ấy nhỉ? À, hôm nay chú mang cái đấy ba quả bóng, nhưng mà không phải để tặng mà để cho chúng ta biết được sức mạnh của cái quả bóng như thế nào. Sức mạnh của quả bóng. Quả bóng
giờ chú có 3 quả bóng, nhưng mà cái quả này là quả to nhất, thì theo các bạn quả bóng này nổ có to bằng 2 quả bóng còn lại không? Sao thế nhỉ? Vì là quả bóng có thể sẽ nổ rất là to, là cả cháu và chú đều phải đeo cái trục tai kia. À phải đeo trục tai hả chú? Nhưng mà thật sự là to vậy cơ. Chẳng may lỡ thủ thì sao? Cháu đeo. Ui giời, các bạn ơi, thế thì chị sẽ đeo cái tai như này. Alo, 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 các bạn ơi, các bạn nói chuyện cái gì cho chị nghe xem nào. Cái gì đây, các bạn nói gì đây, các bạn nói chưa? Chị chẳng nghe gì cả. Alo, alo, các bạn nói gì đây? Rồi, chúng ta nhận, chuẩn bị. Một, hai, ba. Cháu rồi. Với quả thứ hai, nó sẽ nổ to cực kỳ nhiều lần so với quả này. Nổ to cực kỳ nhiều lần. Quả thứ hai đâu cả. Chứ cháu xem quả nó thứ hai. Quả này ấy, bây giờ bạn nào mà đau tim, yếu tim này, nghe tiếng nổ to mà sợ này, thì chúng ta hãy bịt tai lại. Thế các bạn ơi, theo chúng mình tin chỉ bác học một lần nhá. Bây giờ tất cả các bạn nào đang có dấu hiệu tim đập chân dung, sợ bóng nổ, những bạn nào có hội chứng của bệnh tim này, tiền sử bệnh tim này, những người có nguy cơ mà dễ bị gọi là sốc sau khi mà gặp cái vấn đề gì đột ngột, các bạn hãy nhá, chúng ta bắt đầu nào. 3, 2, 1. Trời ơi. Thôi được rồi, chúng mình có cho chúng bác học một câu một nữa không nhỉ? Được rồi nhá, thế thì chúng mình sẽ cùng thử đến với chị nhá. Có bóng nó vừa bị thủng nên là chúng ta sẽ thấy bị bỏ thứ ba. Thôi thì không biết là có gì khác.
thế thì có được không nhỉ chú bác học nhỉ? Tại sao lại các bạn lại nghịch như thế nhỉ? Tại sao các bạn lại đổ như thế này? Đối với tao và mọi chú, thực ra nó không phải là bóng bình thường chúng ta thường chơi. Thì quả đầu tiên là chú đã chỉ cho không khí vào trong đấy thôi, mà chúng ta nên nổ rất là bình thường. Còn đối với cái quả thứ hai thì cho khí hydro vào, nhưng mà do một chút lỗi thế là nó bị thủng, nó không thể nổ được. Tuy nhiên ở cái quả thứ ba chúng ta trộn hai loại khí là khí hydro và khí oxy, thì khi chỉ cần một ít một ngọn lửa rất là nhỏ nó sẽ có thể nổ cực kỳ lớn thì chúng ta có thể. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng phải đi mất rồi. Ơ chứ chúng phải đi luôn à? Chứ mà sao lại bộ nhanh ơi từ từ đã. Các bạn ơi, các bạn có muốn chúng biết đi về chưa nhở? Các bạn có muốn chúng biết làm cho chúng mình thêm nhiều chó ngọt không nữa không? Chú ơi, các bạn ấy vẫn rất là có mong muốn năn nỉ để chúng có thể ở lại với chúng cháu thêm một lúc nữa, để có thể cho các bạn ấy thật nhiều thứ thân thành hơn nữa. Chú ơi, cháu năn nỉ chú ở lại một tí đi ạ. Được rồi, bây giờ chú sẽ làm một cái một món quà cuối cùng cực kỳ hoành tráng. Một món quà cuối cùng luôn. Rồi, bây giờ nhờ đệ tử của chú sẽ đưa nó ra sân khấu của chúng ta. Rồi các bạn ơi, cho một tràng pháo tay cho đệ tử của chú Bisbis nào, chú Bisbis nào. Bây giờ cái tay bé thế này là quà bé đấy, cho tay to lên thì quà cho các con được. Rồi xin chào mừng đệ tử của chú Bisbis. Và tiếp theo sẽ là chú bác học Bisbis với món quà cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ xem là liệu món quà này thật sự là hấp dẫn, thật sự là bùng nổ và hấp dẫn hay ho như những món quà trước mà chú Bisbis đã mang về cho chúng ta hay không nhá. Chú Bisbis ơi, các bạn ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Các bạn ở dưới kia, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa? À rồi đấy, các bạn còn đứng hết cả lên để chờ món quà. Sẽ dùng hai loại chất hóa chất của chúng. Rồi chúng ta sẽ cùng thử xem món quà cuối cùng, món quà đặc biệt duy nhất của chú Bisbis nha. Và ít chất lỏng. Bây giờ chú sẽ tiến ra một ngọn núi lửa. Ngọn này, núi lửa này nó thật hơn ngọn núi lửa đã nhiều. Ngọn núi lửa thật hơn nữa cơ ạ. Chúng mình ơi, chúng mình có muốn đón xem ngọn núi lửa thật hơn nữa không? Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng xem nhá. Đâu, chúng ta hãy cùng đến với chúng biết tin nào. 3 2 1 Núi lửa